Giải chạy 35 năm khát vọng tầm cao mới là giải chạy bộ trực tuyến được Vietinbank tổ chức với mục đích thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Vietinbank. Gia tăng gắn kết với đối tác, khách hàng và cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân văn hướng tới cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên và cộng đồng tham gia rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, thói quen luyện tập thể dục thể thao. Giải chạy diễn ra trong vòng 105 ngày từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 đến ngày 27 tháng 9 năm 2023. Với mỗi km chạy của người tham gia, Vietinbank đóng góp 10.000 đồng trên 1 km, hướng đến mục tiêu 35 tỷ đồng để thực hiện các công trình an sinh xã hội về lĩnh vực giáo dục là xây dựng các trường học. Đối tượng tham gia là cán bộ nhân viên của Vietinbank, đối tác, khách hàng của Vietinbank và các vận động viên thể thao phong trào với số lượng tham gia ấn tượng. Tổng số vận động viên đăng ký 64.835 người, trong đó khách hàng 18.039 người, cộng đồng yêu thể thao 27.301 người, cán bộ nhân viên Vietinbank 19.495 người. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, toàn giải đã hoàn thành cột mốc 3,5 triệu km, tương đương số tiền quy đổi 35 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội. 105 ngày là hành trình tập luyện bền bỉ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt của các vận động viên. 105 ngày các tập thể, đội nhóm và gia đình sống trong bầu không khí ăn, ngủ, làm việc với rèn luyện thể thao. Trên toàn hệ thống Vietinbank và trong cộng đồng yêu thể thao đã có hàng trăm sự kiện phát động và tổng kết giải, hàng nghìn bài đăng trên mạng xã hội, tạo nên bầu không khí tích cực, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh con người Vietinbank yêu thể thao và vì cộng đồng. Vietinbank và cộng đồng cùng nhau lan tỏa, cùng nhau tích lũy những khoản lãi vô giá, lãi cho sức khỏe, lãi cho tinh thần, lãi cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Xin cảm ơn các vận động viên đã tham gia giải chạy Vietinbank 35 năm khát vọng tầm cao mới.